Sáng ngày 21 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng liên quan, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và Bí thư chi bộ, trưởng bốn thôn xây dựng thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu các xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Phú Đa và Lý Nhân. Năm 2023, Huyện Vĩnh Tường được tỉnh chọn xây dựng thí điểm 4 làng văn hóa kiểu mẫu, nhiều nhất so các huyện, thành phố trong tỉnh, gồm thôn Duy Bình xã Vĩnh Ninh, thôn Đông xã Phú Đa, thôn Hệ xã Vĩnh Thịnh và thôn Bàn Mạch xã Lý Nhân. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện đề án trên địa bàn huyện dưới nhiều hình thức, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bảng tin điện tử, cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện, quán triệt trong các cuộc họp từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện về mục tiêu, vai trò quan trọng đề án đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chủ trương xây dựng và triển khai mô hình làng văn hóa kiểu mẫu mục tiêu nội dung tiến độ xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong các cấp các ngành cán bộ đảng viên và nhân dân huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia triển khai xây dựng hiệu quả mô hình làng văn hóa kiểu mẫu tình hình tư tưởng dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện tuy nhiên hiện nay việc triển khai đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện còn một số khó khăn kết luận hội nghị đồng chí lê nguyễn thành trung Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền 4 xã thực hiện thí điểm, 4 thôn của 4 xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nắm rõ nguyên tắc, chính sách hỗ trợ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2030. Tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt đề án xây dựng thí điểm mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo theo đúng quy định, tiến độ, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho người dân. 4 xã Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh ừ. Ninh, Lý nhân căn cứ nghị quyết số 6 và nghị quyết số 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí phù hợp với thực tế, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện thủ tục các dự án theo quy định, đảm bảo tiến độ.